chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mến chào các bạn. Hôm nay mình làm một cái món ăn bằng đậu phụng đó các bạn. Ở trên tay mình đây, chỗ này là 200g đậu phụng nè các bạn. Mình mua, mình lựa những cái loại mà đậu phụng mà cái hột nó tròn tròn mà nó đều đều, nó nhỏ nhỏ như vậy thôi các bạn. Cái món ăn của mình là có tên gọi là đậu phụng da cá đó các bạn ha. Vì mình làm những cái hột đậu nó nhỏ nhỏ như vậy, khi mà mình bao một cái lớp bột bên ngoài thì nó sẽ to ra. Thì nếu mà mình mua những cái hột mà nó to thì khi mà mình bao cái lớp bột bên ngoài thì nó quá to, nó sẽ không có đẹp. Chỗ này mình mua là 200g đậu phụng này các bạn. Và nguyên liệu để mình sử dụng làm món này nữa là bột mì. Đây này các bạn, cái bịch bột mì của mình đây này, nó có tên gọi là bột mì đa dụng này. Thì chỗ này là mình sử dụng là 200g đậu phụng, thì mình cũng sử dụng khoảng 200g bột mì. Chỗ này mình đã cân ra rồi này. Và nguyên liệu mà để mình làm nữa thì có nước cốt dừa nữa này các bạn. Chỗ này là khoảng 80ml nước cốt dừa nha. Và cái lượng đường để mình sử dụng làm món này là 80g, là khoảng cỡ 80g thôi, tức là chưa tới 100g đó các bạn nha. Và mình cũng có sử dụng thêm khoảng cỡ một muỗng muối. Muỗng muối như cỡ này này các bạn nha. Và mình cho ra cái chén đi. Bây giờ đầu tiên á, là mình sẽ cho đường vô với nước cốt dừa này các bạn. Và mình cũng cho muối vô luôn. Khi mình làm mà mình vừa cho đường với muối á, thì cái đậu phụng của mình á, nó sẽ có cái vị ngọt ngọt mặn mặn rất ngon này các bạn. Và mình đảo đều để cho đường nó tan với nước cốt dừa này. Đường và nước dừa mình đã đánh cho nó tan ra rồi nè. Nó sẽ thành một cái hỗn hợp nó dẻo dẻo như vậy nè các bạn. Và bây giờ là mình sử dụng một cái thau để mình cho đậu phụng vô nè. Đầu tiên đó là mình múc khoảng khoảng 2-3 muỗng nước đường á, mình rưới lên nè. Và mình sẽ lắc đi để cho cái đường á nó dính với nước dừa. Đường, dừa và đậu nó dính với nhau này các bạn. Và mình dàn đều ra. Mình sẽ cho vào từng muỗng bột mì nè các bạn. Mình cắt lắc đều trên mặt này. Và mình sẽ dùng tay á, một tay mình cầm cái thau này mình lắc này các bạn, mà như là nó còn ướt ấy, nên là nó không có đi. Mình lại cho thêm nữa này. Đây là mình cho vô để mình làm cái bột áo các bạn. Mình đảo sơ sơ đi để cho nó khô bột đấy nha. Và mình cứ dùng tay về này các bạn, mình lắc đều đều lên rồi các bạn. Mình lắc mạnh mạnh để cho cái lớp bột á, lá áo ở xung quanh cái hột đậu đó các bạn. Dù như có cái hột nào mà nó dính như vậy là thì mình gỡ ra nha. Và mình thấy nó còn hơi ướt ướt đấy các bạn, là mình cứ cho bột vô. Mình lắc tới khi nào mà nó khô thì mình lại tiếp tục mình cho nước đường vô.
Rồi bây giờ lại tiếp tục mình lại cho nước đường và dừa vô tiếp này các bạn. Mình làm nó như vậy thì cái lớp bột áo nó sẽ được nhiều các bạn nha. Cho khoảng 2 miếng. Và mình lại cho tiếp tục cái bột vô. Và mình cứ lắc đều đi là các bạn nè. Chỗ nào mà nó dính cục thì mình dùng muỗng mình khơi nó ra này các bạn. Như vậy là mình cho nước đường cũng khoảng 3-4 lần. Rồi cho bột khoảng 3-4 lần này các bạn. Nhưng khi nào mà nó dính như vậy thì mình gỡ ra này các bạn. Thì nó đang là ướt nè. Nếu mình cảm thấy ướt thì mình lại cho thêm bột vô nữa. Thế là cái này là mình phải lắc nhiều lắm đó các bạn. Sau một hồi mà mình vừa cho nước dừa đường và vừa cho bột vô á thì mình đã được bột nó như vậy rồi nè các bạn nè. Bột thì mình đã cho hết rồi, còn nước dừa với đường thì mình còn dư một xíu, nhưng mình cũng không cần phải cho hết vô. Vì nếu mà mình cho hết vô thì nó sẽ bị ướt đấy các bạn nha. Và bây giờ là mình sẽ đổ qua cái rổ để mình rây lại á các bạn. Mình rây những cái bột mà nó vụn vụn xuống nha. Để mình thu hoạch được những cái hộp đậu phụ mà nó đã bọc một cái lớp bột bên ngoài thôi. Rồi. Và như vậy là mình để cho nó hơi hơi khô khô đi một xíu rồi mình đi chiên này nha. Mình bật bếp lên nè các bạn. Và mình đặt cái chảo lên. Mình cho dầu nhiều nhiều vô xíu nha. Khi mình thử đũa mà mình thấy nó đã sôi như vậy đấy là được rồi này các bạn. Như vậy là bây giờ là mình sẽ cho đậu phụ mình đã bọc bột vô này các bạn. Mình cho từ từ. Từ từ thôi nha. Và mình canh làm sao mà để cho nó đậu nó chìm ở dưới dầu á các bạn nha. Mới đầu mình cũng khoan đảo đã các bạn. Vì mình đảo thì nó sẽ bị nát á. Cho nên là mình cứ để vậy mình chiên đi chập đã. Chỗ này nó hơi bị cao là mình cho dầu nó qua xíu nè. Mình chiên lửa vừa vừa thôi các bạn ơi. Hạ lửa xuống xíu. Mình chỉ cầm mình lắc lắc như vậy này các bạn để mình đảo đảo thôi chứ mình cũng đừng có đụng đũa vô nhiều nha. Nếu mình đụng đũa vô có nhiều khi là nó bị bể cái lớp bột ở bên ngoài nha các bạn nha. Khi mình chiên mà đậu của mình nó đã tới đây rồi này các bạn thì mình vớt nó ra nha. Mình vớt nó ra cái sàng của mình nè để cho nó ráo nha. Wow, cái màu của nó rất là đẹp luôn đó các bạn. Và mình cứ để lửa như vậy chứ nếu mà mình tắt lửa đi á, thì cái đậu của mình á, nó sẽ thấm dầu nhiều các bạn nha. Sau khi mình đã vớt ra hết rồi và nó đã ráo dầu rồi thì mình cũng cho qua một cái dĩa. Mà trên cái dĩa của mình là cũng có lót giấy nữa các bạn để cho nó thấm cái chỗ dầu còn lại nhé. Còn nóng lắm các bạn. Khi mình để mà nó nguội rồi á, mình ăn thì nó mới giòn nhé. Còn bây giờ nó vẫn còn đang nóng nè các bạn. Thế là chỉ sau khoảng nửa tiếng thôi các bạn
từ lúc mà mình trộn nước đường với lại dừa, nước dừa với đường, rồi mình trộn bột vô thì mình xóc, cho tới lúc mà mình chiên lên được khoảng nửa tiếng thôi các bạn, là mình đã có được một dĩa đậu phụng da cá ăn rất là ngon và giòn nữa các bạn nha. Mến chào các bạn.